Hôm nay Thô Gà sẽ tiết lộ cho các bạn biết bí mật của những thành viên trong làng Sinh Tố. Và những bí mật thầm kín đó đã được họ giấu kín trong suốt thời gian qua. Và hôm nay Thô Gà sẽ bật mí cho các bạn biết. Cho nên là các bạn hãy nhớ like và subscribe cho Thô Gà nha. Còn bây giờ thì đi thôi nào. Và bí mật đầu tiên tôi sẽ tiết lộ đó chính là của anh Jeros. Như các bạn đã biết, anh Jeros là một người chuyên về sinh tồn và PvP trong Minecraft. Anh Jeros đang luyện tập PvP với những hình nộm để nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng sâu bên trong anh Jeros có một bí mật. Đó chính là anh Jeros rất là sợ gián đó mọi người à. Ha ha, các bạn có ngờ được không nào? Và để chứng minh được điều đó, hôm nay Thô Gà đã chuẩn bị ở đây một con gián bằng robot nha mọi người đó. Đây chính là một con gián điều khiển từ xa các bạn. Tôi có thể điều khiển nó và đi vô bên trong hù anh Jeros để xem thử khi thấy được con gián này anh Jeros sẽ phản ứng như thế nào nha. Và bây giờ mình sẽ bấm chuông để anh Jeros mở cửa, sau đó mình sẽ điều khiển cho con gián đi vô trong các bạn nha. À, bấm chuông một cái nè. Để coi. Ai bấm chuông vậy ta? Anh Jeros đang mở cửa kìa. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển con gián đi vô. Đúng rồi đúng rồi, đi vô trong nhà nè. Thằng nào dám phá chuông vậy? Vô tập luyện cái rồi các bạn. Và mình đã thành công đưa con gián vô trong nhà rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho anh Jeros gặp con gián thôi. Đi tới nè. Đụng vô cái nè. Cái gì đụng vô chân mình vậy? Đúng rồi, được sao các bạn? Thì kìa, anh Jeros đang sợ anh trời, dáng vẻ hả? BBB đẳng cấp hồi nãy đâu bất ngờ. Sao thấy con gián một cái là ôi các bạn kìa. Đúng rồi, sao trong nhà anh Jeros lại có con gián? Nghĩ là tại Thô Gà chứ. Ôi giời, hình như là anh Jeros hóa khủng luôn rồi. Các bạn ơi, nhìn kìa. Ôi giời ơi. Đại đây. Ôi giời ơi, wow. Trời, nổ nhà luôn rồi. Jeros xoay sao mà bay lên bầu trời. Ôi trời, xin lỗi anh Jeros nhiều nha. Nhưng mà điều này giúp tôi chứng minh cho các bạn biết là anh Jeros là một người rất là sợ gián nha mọi người. Mặc dù là chiến đấu PvP với người chơi rất là mạnh, rất là xịn, nhưng mà khi gặp con gián là anh Jeros sẽ không biết làm gì luôn. Rồi đến với người tiếp theo, đó chính là sầu riêng nha mọi người. Và bí mật của sầu riêng là gì? Đó chính là sầu riêng là một người vô cùng là sợ ma. Được rồi, mở Doraemon hoạt hình coi thế nào. Sầu riêng nó đang coi hoạt hình Doraemon kìa mọi người. Thì tôi đã chuẩn bị ở đây một cái remote thứ hai các bạn ạ. Và tôi đã chuẩn bị sẵn một cái kinh, đó chính là kinh hù ma nha mọi người. Tôi chỉ cần bấm cái nút trên remote này một cái thì lập tức cái màn hình TV của sầu riêng nó sẽ chuyển sang màn hình con ma. Và để xem sầu riêng nó sẽ phản ứng như thế nào nha. Được rồi, coi phim thôi nào. Rồi, mình sẽ chuyển kênh nè. Cái gì ơi, quý con ma luôn kìa. Mình đã hù thành công sầu riêng đâu kia. Coi mình chuyển kênh một cái, sầu riêng nó hết hồn luôn rồi. Sầu riêng ơi, ủa sầu riêng nó bị gì rồi? Ây sầu riêng ơi, hình như là nó xỉu luôn rồi kia. Coi trời, sầu riêng ơi, có ổn không vậy? Ôi gọi luôn, nằm một cục. Các bạn cũng tội nghiệp thiệt vì cái hình này tôi lấy hơi sợ các bạn. Tôi nhìn tôi còn sợ mà. Thôi và vậy là tôi đã chứng minh cho các bạn thành công là sầu riêng là một người vô cùng là nhát ma, rất là sợ ma nha mọi người. Thôi bây giờ thì chúng ta đến với bí mật của người tiếp theo thôi chứ hả, thúi quá. Và bí mật của người tiếp theo đó chính là của Hachi nha mọi người. Tôi cần uống thuốc tàng hình cái đã các bạn. Được rồi, uống nè. Tôi sẽ đi xuống và cho các bạn biết được bí mật đó là gì nha. Đó chính là Hachi có nguyên một cái tầng hầm dùng để nuôi quái vật nè mọi người. Nhìn đi, ôi trời ơi, nào là con người ngoài hành tinh rồi con gì đó lẹ. Ôi trời ơi, con sẽ tiếp đây bị cái gì mà ghê quá vậy. Rồi có bâu ét rồi rất là nhiều con quái vật khác luôn các bạn ơi. Không ngờ là Hachi có hả một cái phòng như thế này luôn đó. Nè, để coi hôm nay mình sẽ thí nghiệm con quái vật nào đây ta. Nhiều quá đi à. Trời đất ơi, tôi hiểu rồi. Vậy là mỗi ngày Hachi sẽ xuống đây và tìm một con quái vật để hả thí nghiệm các bạn. Trời, hẹn gì có quái trời là quái vật ở đây luôn nè. Đằng kia nó có một cái nút gì màu đỏ vậy, tôi bấm được không ta? Bấm vô coi. Ủa, ở trên này có ghi chữ gì nè? Không được bấm ha. Oh. Mở cửa cho tất cả quái vật. Mở cửa cho tất cả quái vật hả? Là sao vậy? Ai, ai, bấm nút mở cửa cho quái vật ra. Ở cái này tôi không biết gì hết trơn. Thôi tôi đi trước đây coi, tôi lỡ bấm nút bậy rồi, đóng cửa lại coi. À, cái gì quái vật nhiều vậy? Xin lỗi Hachi. Trời ơi, đi lẹ các bạn. Tôi lỡ báo Hachi rồi. Thôi qua người tiếp theo thôi nào. Đẹp trai rồi đó. Được rồi, đi hẹn hò thôi. Được rồi, và bí mật tiếp theo đó chính là bí mật của Huy Núp nha. Các bạn nghe gì chưa? Huy Núp chuẩn bị nói đi hẹn hò với ai đó. Cái này gọi là bí mật mà tôi còn chưa biết luôn nha các bạn. Nên là bây giờ tôi sẽ dắt các bạn theo để cùng gọi là khám phá bí mật của Huy Núp xem thử Huy Núp đang thực sự hẹn hò với ai nha mọi người. Rồi để coi Huy Núp nó sẽ làm được gì nha các rồi, bạn. Rồi em yêu ơi, anh tới với em đây. Cái gì nổi đất chơi gà, cái gì mà em yêu anh yêu gì ghê quá vậy. Rồi rồi, để mình đi xuống, để mình đi xuống coi xem là ai nha các bạn. Ui trời. Được rồi, em nãy giờ chờ anh có lâu không? May quá không bị phát hiện các bạn. Rồi để coi Huy Núp
lúc nó nói cái gì vậy trời? Hôm nay anh đã chuẩn bị một bữa ăn thật là thịnh soạn cho em nè. Trời đất ơi, cái gì mà hả, lãng mạn dữ vậy, có bữa ăn mà. Ôi trời, và tôi vẫn chưa biết đó là ai các bạn ơi, tôi nhìn xem thử liệu Huy nó hẹn hò với ai đây các bạn, có đoán được không thì đừng quên bình luận bên dưới nha. Và đó chính là ủa? Hôm nay nhìn em đẹp quá đi à. Đó là một cái gương mà ơi, cái gì vậy, đừng nói là Huy nó hẹn hò với chính mình. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy trời, tôi tưởng rồi hóa ra là nó đặt một cái gương vô cái ghế đối diện, sau đó nó ngồi và hẹn hò với bản thân mình á. Trời ơi, cái gì đây, không hiểu. Ô, không rồi, hiểu mời luôn em các bạn ăn nha, anh ăn đây. Ôi, rồi vậy là hẹn hò dữ chưa các bạn, hẹn hò với gương có nghĩa là yêu chính bản thân mình đó các bạn ơi. Không hiểu luôn, từ chối hiểu cái vụ này. Sao có bụi cỏ biết nói ở đây vậy? Ok, bụi cỏ biết nói. Bye bye, đi rồi. Thì ra bí mật của Huy Đúc là Huy Đúc đang hẹn hò với cái gương rồi, là hẹn hò với chính bản thân mình. Cái này gọi là hậu quả của việc cô đơn quá lâu đó mọi người à. Ai muốn tôi hả đi kiếm bồ giúp Huy Đúc thì bình luận phía dưới nha các bạn, chứ nhìn Huy Đúc tội nghiệp quá. Và đến với bí mật của người tiếp theo đó chính là Jack VN các bạn ơi. Và đây cũng là một cái bí mật tôi vừa phát hiện ra luôn mọi người. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu luôn nha, để coi Jack đang làm cái gì kìa các bạn. Jack đang cầm điện thoại kìa. Được rồi, đến gọi cho người yêu cái cây. Alo alo. Cái gọi cho người yêu à? Không lẽ nào chắc có người yêu à? Từ từ đừng nói là hả, cũng là chính bản thân mình giống như là Huy Nấp nha, đừng có dậy nha. Alo anh Jack hả? Đúng rồi anh nè. Cái này không phải giống Huy Nấp các bạn, tại vì hả trong điện thoại có một giọng nữ trả lời kìa. Tôi sẽ giúp các bạn giải đi cái bí mật này. Người yêu của anh hôm nay xinh quá ta. Trời ơi, cơm chó kìa các bạn. Lần đầu tiên hãy dắt phát cơm chó, bình thường là tôi với Nabi phát không à. Lần này là dắt phát cơm chó ngược lại này. Trời ơi, tò mò quá các bạn. Bây giờ mình phải làm sao để biết được người đang gọi điện thoại với dắt là ai ta? Ồ, em đợi xíu nha anh, đi vệ sinh cái quay lại liền. Ồ, đợi xíu à. Dắt đang đi vệ sinh và để lại cái điện thoại trên bàn kia các bạn. Đây chính là cơ hội của mình để hả biết được ai là người gọi điện thoại với dắt rồi. Nhanh lên. Chứ trong khi dắt đang đi vệ sinh rồi, bây giờ mình sẽ đi vô và lấy cái điện thoại của dắt để coi thế nào. Rồi, lấy cái điện thoại thôi. Enter password. Ủa là sao? Trời đất ơi, dắt có cài mật khẩu cho điện thoại các bạn, chết tôi rồi. Vậy bây giờ làm sao để tôi hả vô coi lịch sử bây giờ? Bây giờ điện thoại dắt có mật khẩu thì là mật khẩu gì đây? Mật khẩu gì ta? 1234 à? Ơi sai rồi, hay là 4321? Trời ơi cũng sai luôn. Ui, hình như có bạn fan comment là thử ngày sinh nhật của anh dắt đi anh hả? Nghe cũng hợp lý đó mọi người. Để tôi nhớ coi sinh nhật của dắt là 25 tháng 2 các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm vô thử nha. 2502. Đúng rồi nè mọi người ơi. Wow, mình đã truy cập thành công vào máy của dắt rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái lịch sử cuộc gọi là xem dắt gọi với ai, và mình sẽ biết được người yêu của dắt là ai nè. Mở lên nào. Được rồi, coi tôi nè. Ủa, cái gì đây? Chào anh Jack VN, em là trợ lý ảo của anh nè. Cái gì, trợ lý ảo hả? Ủa là sao vậy? Ủa chứ em không phải là người yêu của dắt VN hả? Em là một phần mềm nói chuyện tự động dành cho người cô đơn. Cái gì? Phần mềm nói chuyện tự động dành cho người cô đơn? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi hiểu lầm. Cái này là như kiểu hả nói chuyện với Hey Siri rồi đó các bạn. Hey Siri rồi đó. Thì ra bí mật của Jack là điều đó đi các bạn. Rồi. Hello Jack VN. Em có cây kê sẽ lấy điện thoại của ta. Trả lại đây, bye bye, tôi đi ra đường. Ôi trời, không biết vậy đâu biết. May quá, tôi đang giả làm cái bụi cây nên chắc không biết tôi là ai các bạn. Và đó chính là bí mật của Jack VN đó mọi người. Chúng ta đến với bí mật của người tiếp theo thế nào, lẽ lên. Và bí mật của người tiếp theo đó chính là của chị Nabi nha mọi người. Chị Nabi kìa. Đã đến ngày rồi. Đã đến ngày hả? Chị Nabi xong đây mặc đồ đen với lại cầm cái dù, nhìn có vẻ buồn quá vậy, không biết đi đâu nữa. Chị Nabi đi đâu vậy ta, mà đi lén lút một mình vậy ta? Mình đúng không ta? Trốn vô. Trời ơi, xích nữa là bị chị Nabi phát hiện. Mình sẽ theo dõi tiếp này các bạn, để xem thử chị Nabi đang đi đâu đây. Trời đất ơi, trời thì mưa mà không biết chị Nabi đi đâu nữa các bạn. Hình như là tới rồi hả? Tới rồi hả? Là sao chị Nabi đang đứng trước mộ của ai vậy mọi người? Sao lại có một cái mộ chị Nabi thăm mà tôi không biết là ai cơ chứ? Em có biết là chị nhớ em lắm không? Mọi người của em. Nhưng mà đó là ai vậy mọi người? Các bạn có biết không? Cái bí mật này là tôi cũng chưa biết luôn mọi người. Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày em ra đi. Hả? 3 năm rồi lận sao? Trời, cái gì mà lâu như vậy? Vậy là người đó đã hả mất lâu lắm rồi các bạn ơi. Hôm nay chị có mang hoa tới cho em nè. Hả? Em mang hoa tới à? Nha. Tội nghiệp ơi, chị Nabi đi rồi kìa các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết bí mật đó là ai. Rốt cuộc đó là ai vậy ta? Có bức hình ở trên cái mộ kìa mọi người. Tôi
Tôi biết rồi, thì ra đây chính là một con mèo các bạn ơi. Tôi nhớ rồi các bạn. Chị Đa Bi kể trước đây, chị Đa Bi có nuôi một con mèo rất là dễ thương, có tên là Mè nha mọi người. Và hình như đây chính là con mèo mà chị Đa Bi thường kể cho mình nghe nè các bạn. Nhưng không may nó đã qua đời vì bị người ta cho ăn bã đó các bạn ơi. Rất là tội nghiệp luôn. Vậy đó chính là bí mật của chị Đa Bi. Tôi muốn tiết lộ cho mọi người biết đó chính là trước đây Đa Bi từng nuôi một con mèo tên là Mè nha mọi người. Thì trời đất ơi, nhưng mà tôi đứng dưới mưa riết tôi bị cảm luôn rồi các bạn. Rồi tới người tiếp theo thôi. Và bí mật cuối cùng đó chính là của Tổng thống Hi Ha nha mọi người. Tại vì tôi nghe nói trong máy tính của Hi Ha có chứa một dữ liệu vô cùng là bí mật. Và hôm nay tôi gà quyết định sẽ cho các bạn biết dữ liệu bí mật đó là gì. Các bạn hãy cùng xem nha. Nhưng mà mình phải đợi Hi Ha đi ra khỏi máy tính qua nhà Jimmy thôi. Qua nhà Jimmy à? Đây rồi, cơ hội của tôi đây rồi các bạn. Hi Ha đã qua nhà Jimmy rồi. Bây giờ mình sẽ lẻn vô nhà Hi Ha và vô cái máy tính của Tổng thống Hi Ha xem thử cái dữ liệu bí mật đó là gì nha các bạn. Chuẩn bị xem thôi nào. Để mình mở lên coi nè. Chuẩn bị coi nha các bạn. Tôi đã thành công đột nhập vô máy tính của Tổng thống Hi Ha rồi đây các bạn. Và các bạn có thể thấy ở đây hình như có một cái file gì đây, tài liệu bí mật của Hi Ha, chắc chắn là nó rồi đây mọi người. Mở lên thôi nào. Cha, đây thì tôi đọc cho các bạn xem nè. Ha ha ha, mày đã bị lừa rồi tô gà à. Ủa, là sao? Bị lừa là sao vậy mọi người? Sao cái thông tin mật gì mà kỳ lạ? Ủa, sao mọi người sau lưng tôi đông quá vậy? Hello mọi người. Ô gà, mọi người đã phát hiện hết rồi. Cái gì cơ, phát hiện chuyện gì vậy? Đúng vậy, hôm nay mày dám hả đi rình mò bí mật của mọi người đó con gà. Rình mò bí mật hả? Có đâu, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút cho các bạn biết thôi mà, đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Không dám tiết lộ bí mật của tụi tôi sao? Tụi tôi sẽ xử lý. Đừng ba, tôi đâu có đâu. Thì ra là mọi người đã phát hiện tôi rồi các bạn, nên là Hi Ha mới chuẩn bị cái tài liệu đó để hả dằn mặt tôi. Tôi không có biết gì hết mọi người, tôi xin lỗi nha. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Vì hả tôi muốn tiết lộ bí mật của thành viên xin tốt cho các bạn coi, nên tôi mới bị như này, nên là các bạn nhớ like, subscribe cho tôi nha. Còn bây giờ thì tôi chạy đây, bye bye. Xin tha lỗi tôi đi bạn.